đang đi tham quan, đi chơi ở một số nơi hoang vắng thế này nè. Phía xa kia là một cái hồ, cái sông gì đó. Đây chính là hoa dã quỳ. Mình đang đi ở một cái vườn dâu tầm. Hôm nay mình lại tiếp tục dạo một cái vườn cà phê khác của nhà của một người dân. Mình sẽ kể cho các bạn nghe nha. Thì theo cái chú kể là thay vì người ta có cà phê chồn đúng không, khi mà chồn nó ăn thì nó ị ra, thì cà phê nó rất là đặc biệt, ly 100.000 hay nhiêu đó. Nhưng mà chú nói vườn nhà chú đặc biệt là có cà phê chim, chim nhẽ ha. Ý là sao? Con chim nó sẽ lựa những cái cây nào mà trái ngon nhất nó ăn. Chú nói là không phải cây nào nó cũng ăn đâu nha, nó sẽ chọn một cây nào đó có trái ngon nhất và thơm nhất á, nó sẽ ăn. Nó ăn xong rồi nó sẽ nhả ra. Và cái hộp của nó ăn đến mức mà cái hộp nó cắn bóc luôn, giống như là mình cà ra đó. Thì nó sẽ rớt ở dưới những gốc cây. Thì sáng á, sáng chủ nhà sẽ ra lụm những cái hạt đó các bạn. Và nó là một loại cà phê, chú nói là ngon hơn cà phê cứt chồn rất là nhiều. Nó không có màu đen nhưng mà nó sẽ vàng vàng trong trong. Thì đây là vườn cà phê của chú, nhìn rất là thích ha. Đó. Sau lưng mình là núi kìa, bên kia là núi. Đây chính là cái vườn cà phê. Trái cà phê chín đỏ nè. Dịp màu hoa này.